liệu những mái tóc đó có thể được cắt bởi những người có tay nghề trên hệ thống salon của họ hay không. Chích cái phần mình làm đó, mình tự động là mình gửi về lại BCNV để tạo thêm một cái quỹ, gọi là cái quỹ gia công tóc giả. Em đưa con cắt tóc diễn, sau đó là đi ngồi vào xã được sấy tóc, được tạo kiểu ạ. Chị bản thân em là khi mà mình mắc bệnh á, thì được sự động viên hỗ trợ của gia đình cũng như là các y tá bác sĩ á, đấy là niềm động lực lớn để em vượt qua được căn bệnh hơn ạ. Việc mà mình hiến tóc nói riêng nha, còn các cái việc mà như là liên quan đến mình tình nguyện á, thì thật sự rất là ý nghĩa, nó là rất là nhân văn. Chúng tôi gặp được rất là nhiều bộ tóc hiến không đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi nhận ra rằng là có rất là nhiều cá nhân họ đi hiến tóc dưới một tổ chức khác với một cá nhân nào đó kêu gọi, và thậm chí là có thể hai salon không nằm trong hợp tác và liên kết. Và chúng tôi nghĩ đến ý tưởng rất là đơn giản là liệu những mái tóc đó có thể được cắt bởi những người có tay nghề trên hệ thống salon của họ hay không. Mẹ anh là một bệnh nhân ung thư vú. Khi đó thì bạn Tiên là bên mạng lưới ung thư vú BCNV á, thì có liên hệ với mẹ anh trước, thì mới biết là mẹ là có con là làm tóc. Thì cái cơ duyên là khoảng 2-3 năm. Và chúng tôi bắt đầu đi mời, gõ cửa những hair salon đầu tiên hợp tác và tham gia cùng với mình, trở thành một điểm cắt tóc đạt tiêu chuẩn hiến tóc cho thư viện tóc. Các anh chị rất là chu đáo, nhiệt tình và mọi người đều rất là vui vẻ hỗ trợ em trong các bước quy trình để hiến tóc của mình. Em rất là vui ạ. Tóc mà, mình đi theo mình suốt từ lúc nào bạn ấy cũng theo mình hết á. Bây giờ rời xa thì các anh chị đưa cho em cầm lại, sẽ hiến cho những người cần. Nếu mà xét về kinh doanh á, thì ai làm cũng về mặt kinh tế. Nhưng mà việc mình làm như thế này ngoại trừ là nhân văn ra thì nó cũng sẽ là một môi trường để mà mình thúc đẩy kinh tế. Bởi vì nó sẽ phát triển thương hiệu về một cái mảng nào đó, nó sẽ rất là tốt đẹp. Phần phí gia công tóc giả lại không đủ thì nhiều khi sẽ tạo thành một cái áp lực cho BCNV. Thế là làm cho tóc mình nó bị tồn kho, dẫn đến là tóc nó bị cũ, mở ra nó bị mốc. Có nghĩa là mình làm phí các dịch vụ mà cắt tóc hiến. Còn về dịch vụ mà cắt thiết kế tạo kiểu sau khi cắt hiến á, thì mình giảm giá 50% và cái tiền đó mình tự động, mình chủ động mình trích ra luôn, gửi về lại BCNV để tạo thêm một cái quỹ gia công tóc giả. Mong muốn trong tương lai của tôi nhất đó là khi mà nhắc đến một địa điểm là Pink Hair Salon Tóc Hồng, mọi người sẽ nhớ đến nó là một địa cắt tóc hiến tặng cho bệnh nhân ung thư. Đây là Pink Hair Salon Tóc Hồng và là một địa điểm cắt tóc đạt tiêu chuẩn của mạng lưới ung thư Việt Nam.